cái dòng giá giảm sát thương mát với DPK với ổn được. Giờ chém mà sao máu nó hồi ghê vậy? Được kìa, chém con này thử coi. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên con game MUVua.net nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm một video là đi test dam có MG bên này nha. Thì hiện tại thì đang còn alpha test. Nó sẽ alpha test 2 ngày. Cho nên đồ bây giờ là nó trong shop nó ra đồ cộng 15 hết rồi. Thì bây giờ mình mua về thì bên này nó chỉ có tối đa là hiện tại là tối đa là đồ 380 thôi. Thì mình sẽ đi ép Tuzian, ép dòng vàng với ép dòng tím cho nó về đi test PK thử xem. Thì cộng điểm thì bên này là nó cho là đang cho là 65 cap point, mình đang cộng vào năng lượng, mình đang cộng vào năng lượng nha. Thì để chút xíu đi test thử xem ổn áp không, không ổn thì mình sẽ đi lấy lại. Thì danh hiệu thì mình có mua rồi, anh em chưa vào trong shop đây là kiếm đây trong shop này này, mua cái này và mình bán lại cho nó là mình có win coin thôi. Bây giờ thêm mua thêm một cái win nữa, đó win thì cũng full cộng 15 rồi. Hiện tại là chưa có ốp, chưa có dòng vàng, chưa có dòng tím. Giờ mình sẽ đi ép dòng tím cho nó trước này, đeo cái win lên đi. Có ít cái này đi ép dòng tím cho nó xong rồi về đi ép dòng vàng sau. Rồi. Tại giờ này thì anh em đang chưa vào test đông tại vì tối tối á, tối tối mới test đông. Ê, nhầm. F 380. À mà con chưa có ốp, chưa có ép được. Hay để đập ốp vào đó. Hay đập ốp vào nó mới cho là cho ép cái dòng 380. Ôi. Nó đập sơ sơ vậy đó. Sơ sơ vậy đi về mình đập ốp ra. Zinc pen thì anh em mua bot vàng mở ra nha. Đó là nó có zinc pen trong bot vàng. Cái này thì đa số là lên thôi, hiếm khi thấy nó xịt lắm. Rồi lên hết rồi, bây giờ mình sẽ đi tập dòng vàng. Giờ này đang có ít người. Ít người cho nên chắc ít PK cũng hơi khó. Để tối tối thì mình rảnh mình like. Anh em đông đông á, like test down các class anh em xem.
Cái này ép không đúng dòng thì mình phải hủy. Hủy đi đập lại. Hên xui lắm, đập cái này hên xui lắm. Đập cả bối, hay đập mất cả một bối á, cái phun được một set theo ý muốn của mình nha anh em ạ. Mấy cái dòng đó được một cái này, đập cái này xong rồi chút xíu nó còn phải ơi, cái này sát thương sinh mạng, cái loại bó SD cơ mới ngon. Hay là mờ có bó nón. Cái này xong chút xíu nó đủ hết rồi thì mình sẽ về mình nhận đây được hai cái, hai món rồi. Mình về mình lấy đá tinh luyện cấp cao mình ép nó tối đa. Ôi sát thương chí mạng nó vậy. Cây đao để đó đi, cứu nó. Ép cái đao nó ra sát thương sinh mạng rồi. Để lúc nào mình làm một set tăng khả năng hấp thụ này xem nó có trâu hơn không. Bây giờ làm full giảm sát thương nữa. Vãi thật. Ôi. Còn hai món này không biết khi nào nó mới ra được cái dòng giảm sát thương đây. À mẹ nó khoai quá. Ôi. Ở đây để mặc vào, mặc vào để tán nhau thử coi. Và mua con chó sơn lâm cởi chơi nha anh em ơi. Hiện tại là có số hoàng kim. Có trắng này, chó sơn lâm này. Đó, bỏ cặp vàng. Làm mẹ con này đi cởi cho nó chắc nha. Ôi máu đi. Thì Alpha Test nó mới có mấy cái này thôi. Open chứ không có đâu. Rồi nhà tán nhau đi chứ phải làm đồ cho nó ngon ngon đi rồi đi ôi trâu thế kìa, ép mà trâu chưa kìa anh em ơi. Ồ hay là bơm máu xốp gì ta, sao vậy mà hồi máu lên được kìa, ghê trời. Ôi chém chém ép không chết luôn kìa, vãi thật. Vãi đái. Anh là phản đam chết luôn. Hồn hồn hồn. Kìa. Nó hồi máu ghê thế. Biết máu sốt được mua được có sốt không ta? Ồ hiện tại mua được này anh em ơi, mua được này. Mua được này. Mua shop này thì đánh đấm cái gì. Bỏ đi. Rồi. Làm đồ cho nó chính mình thì kém nhau mới được. Giờ này thì đang lác đác vài vài ông à. Tối tối mới đông.
ép mà chém mẹ ép con khấm. Nãy có ông nào ném cho đồ tím ta. À, cập nhật thì sao? Con đồ nào ra đồ tím nha. Hay trao đỏ không? Ôi sen không ấy. Vãi thật. Rồi để mua cái ngọc này, cái đá tạo hóa này làm tiếp cái đồ hai món nữa cho nó xong đi đã. Làm hai món cho nó xong đi rồi đi chém thử coi. Không ổn thì để test lại cái cọc điểm. Cái áo này. Chân này. Ôi. Đồ có sẵn. Alpha test đồ có sẵn mà để mà kiếm được một cái xe đồ ngon PK cũng phải mất thời gian đấy anh em ơi. Đâu phải đơn giản đâu. Đó. Trời ơi nó ra cái dòng học lao không vậy. Nhớ nhân phẩm mình tốt lắm mà ta. Nhân phẩm tốt này. Nhân phẩm tốt. Nhân phẩm tốt. Ai thật. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Món này không không đập không hên là có khi tới sáng luôn. Trời, cái gì vậy? Giám sát thương đâu? Để thử cái khả năng hấp thụ nha anh em ơi. Đổi đủ bộ đi. Bộ này giờ tính sau. Hấp thụ hay làm cái khác. Trời má ơi. Đập được set đồ chắc mệt nghỉ quá. Trời ơi còn xịt nữa. Đã ra cái dòng tào lao còn xịt còn không lên nữa. Ái thật. Quá đi, đây này, em chút xíu đi. Đấy, số sơn lâm kinh nhau anh em ơi. Tép mà, tép này có. Ôi, nào đánh mình ta. Vãi kìa, hết không biết lý do luôn kìa. Trời trời. À đây, ông băng ép ông lên, ông bắn lúc nào ta. Trâu dữ ta, EF là trâu dữ ta. Không ổn, không ổn. Phải làm set đồ ngon ngon chút xíu. Ồ, hiệu ứng DK gồng máu xanh lè kìa. Nhắm vào này coi. Ui, trời ơi, chém. Bà chém vậy mà không chết. Lắc cái gì ta?
nhưng nó không có danh hiệu và không có tu chân, mà sao là hai ông này lại có tu chân ta? Hết hết đột kích coi. Vãi thật, không có tu chân để coi hả, tu tin này. Hỏi khó chứ mà. Hai ông kia lại có ta. Thôi, để đi làm đồ đó. Làm full hết đi rồi mình đi PK rồi mới tính được là cộng điểm sao. Có đã tinh lượng tất cao cho ba món kia, là hai món kia nó lên đi cơ nào. 7%. Ôi nó về 3. Trời ơi, đập cái nào cũng xui vậy. Phải đái thật. Đập cái đá tinh luyện này cũng mà xui nữa. Rồi, lên. Cái này tiếp đi. Chân hả? Lên. 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 Đập cái này hết mất bụi rồi. Ăn đâu mà chém nó đây. AG. AG thì đánh đấm cái gì? Trời ơi, có hai món này thật mất thời gian quá. Để lúc nào mình làm full bộ đi. Còn phải đập mát ốp cho nó nè. Rồi đập cái win mát ốp này. Rồi đập mấy cái dòng ra giảm sát thương mát cho với DPK với ổn được. Giờ chém mà sao máu nó hồi ghê vậy? Được kìa, chém bằng này thử coi. Ôi, cảm thấy yếu đuối vãi đái nha mày. Ôi kìa, nó combo kìa. Còn không ổn rồi. AMG bên này nó phế vậy.
Ôi đánh không thấm anh em ơi. Không ổn. Để tối mình lại mình làm lấy mấy cái đồ ngon ngon đi. Để test được. Cái ca nó trâu thế nhỉ. Cộng điểm kiểu này. Để cộng điểm MG9 xem. Này chắc làm đồ hết rồi. Ôi, ông này có cái danh có cái tu tin kìa, ái kìa. Ôi, phải làm đồ full hết rồi mới test thử được anh em ạ. À. Cái gì mình làm xong mình làm sẵn bộ đồ đi. À, đi PK cho anh em xem. Bây giờ đồ nó đang tào lao vậy đó. Mới được có hai món giảm sát thương. Ốp thì chưa có mát. Để lúc nào đập ốp mát ra. Đồng thì đang chưa có ổn lắm. Thôi video cũng dài rồi. À, kết thúc video tại đây nha. Tối nay nếu mà rảnh thì mình livestream đi test đập đồ cho anh em xem nha. Thôi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye.